hello xin chào tất cả anh em nha thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn anh em uh, chơi uh, future ở trên uh, điện thoại ha thì uh, đầu tiên muốn uh, chơi được future thì anh em cần uh, uh, vào cái đây là phần trang uh, chủ uh, ha trang chủ của uh, binance thì mấy anh em uh, cần vào cái phần ví nè ha ví thì trong phần ví này nó, thì nó sẽ có là cái tổng quan về ví thì trong đây nó có ví về sport ví funding ha à đó ví hợp đồng tương lai là ví future nè thì mấy anh em cần vào cái phần gọi là phần chuyển để mà là gì à mình chuyển cái tiền từ cái phần ví spot là cái ví giao ngay á nè đây là ví giao ngay rồi thì mình sẽ chuyển qua cái phần gì à phần đó là hợp đồng usd nghịch ngang m nè đó ví dụ anh em muốn chuyển usdt à, đây là nó btc đúng không bitcoin thì mình mình nhấn vô mình chọn cái phần là usdt thì anh em muốn chơi bao nhiêu tiền thì anh em cứ chuyển từ cái ví vô ngay qua cái phần à, ví hợp đồng này ví dụ như mình muốn chơi à, 100 đồng đi ha rồi mình xác nhận mình chuyển thì khi mà mình chuyển qua như vậy á thì thì mình sẽ kéo qua bên cái phần ví của phần future nè thì đó hồi nãy có số dư của mình nó là 1 sáu thì mình mới chuyển vô 100 á thì nó hành lên 1 261 nè ha đó thì đó, thì khi ví mình đã có tiền rồi thì mình sẽ bắt đầu vô chuyển qua cái phần ở dưới đây ở dưới phần này nó có phần là future nè mấy anh em nhấn vào future ha đó rồi đây là giao diện của phần future trên điện thoại thì để được đặt lệnh future thì đầu tiên mấy anh em cần xác định được một cái đồng mà nào đó mà anh em à, có kỳ vọng là nó sẽ tăng giá hoặc là giảm giá ha nếu như mà nó anh em có kỳ vọng nó sẽ tăng giá ha thì anh em có thể đặt cái lệnh là mua đây lệnh mua là cái 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 lệnh màu xanh này nè ha đó thì tiếp theo đó là gì ạ thì anh em sẽ xem xét vô hai vấn đề nữa đó chính là cái phần gót và cái phần isolate Isolatic. phần gót nếu như mà anh em chọn phần Gold á thì cái toàn bộ cái 100 đô ví cái 100 đô hồi nãy mình chuyển vô cái ví future hồi nãy á là nó sẽ gồng lệnh cho anh em có nghĩa là ví dụ như anh em đặt kỳ vọng á, là một đồng coin nào đó nó tăng giá nhưng mà nó không tăng giá mà là nó giảm nó giảm 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 từ từ thì cái phần code này nó sẽ trừ toàn bộ 100 đô của anh em luôn nếu mà anh em cháy ha còn nếu như mà mấy anh em muốn chơi giống như anh em chuyển vô ví 100 đô rồi anh em muốn đi chơi có 50 đô thôi thì mấy anh em có thể chọn qua qua cái phần là isolated này ha thì mấy anh em mới chơi thì mình nên chọn isolated ha để mà ví dụ như mình cháy á mình thua á mình thua lệnh á thì nó chỉ trừ 50 đô mà hồi nãy mà mình mình đã đặt cọc thôi thì mình xin hướng dẫn mấy anh em là chơi theo cái lệnh gót ha gót là mình chơi luôn trăm đồng luôn nếu mà cháy thì cháy hết trăm đồng chuyển vô cái biết future luôn rồi xác nhận ha bây giờ thì mình sẽ lựa ra một con để mình chơi đó thì mấy anh em sẽ tiến hành chọn một cái đồng con mà mấy anh em kỳ vọng nó tăng giá hoặc giảm giá ha thì ở đây mình sẽ chọn cái đồng ada đi ada thì nó đang có một cái đường giá đẹp trong khung ngắn hạn là 15 phút ha rồi thì hồi nãy mình có chọn quỷ 100 đô mình sẽ đánh vô lên 100 đô luôn ha lệ market có là nó tổng cộng cái cái giá của mua và bán ra nó cộng lại và nó khớp cho mình luôn ha ở đây nó có phần tách profit và cái phần top loss nè nếu như mà giá nó lên bây giờ giá là 1 372 ha nếu mà giá nó lên mấy anh em kỳ vọng thôi ước tính thôi ha ví dụ nó lên 1.5 đi là nó tự động nó khớp lệnh cho anh em là nó chốt lời cho anh em luôn và ví dụ như khi mà cái giá nó xuống còn một đồng đi một chấm đi đó thì giá tự động khớp định và nó chốt lỗi cho anh em luôn ha thì á mấy anh em lưu ý khi mà anh em đặt lệnh 100 đô ở đây nè ha và dùng đòn 7 á, đòn 7 là 20 x thì cái giá có nghĩa là sàn nó sẽ hiểu là lấy anh em lấy 100 ha lấy 100 chia cho 20 thì nó sẽ ra lại như và ra năm đúng không thì xì sàn nó sẽ lấy 5 đồng phải không đó 5 đồng để mà nó 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 nó, nó chơi nó nó list cho anh em giờ mình nhấn vào mua nha xác nhận ok thì khi mà báo thành công rồi á thì Mấy anh em vào cái phần vị thế nè Nó khớp lệnh đây nè Nó khớp lệnh nè, thấy không? Nó là cái phần margin nè Là nó lấy 5 đô của anh em ra Bắt đầu là nó treo trên đây thấy không Với cái giá mà anh em vào lệnh là 1.37 Và bây giờ nếu như mà giá nó tăng lên Nó tăng lên nó làm anh em lời Và nó giảm xuống là mấy anh em lỗ Thì cái giá hiện tại của nó là 1.3706 Là thấp hơn cái giá 1.3720 này Mấy anh em làm mấy em đang lỗ nha Rồi bây giờ anh em đợi thôi thấy không? Nếu mà nó tăng lên Hồi nãy mình để là 1.5 đúng không? 1.5 là nó sẽ tự động khớp lệnh là nó mới kết chốt tiền lời cho mình và nếu như mà nó xuống một chấm á là tự động nó khớp lệnh luôn mà nó chốt luôn cái lỗ cho mình luôn. Rồi bây giờ ngồi đợi thôi. Và đợi thôi ha. Rồi, vậy thôi. Còn nếu như mấy anh em còn nếu như mà anh em muốn uh, thực hiện sọt lệnh sọt á là lệnh bán á, nè là mấy em kỳ vọng giá thằng ADA này á nó sẽ giảm bây giờ giá hiện tại của nó cho là 1.3724 đi ha nếu mà nó giảm xuống là mấy anh em ăn ha còn nếu mà nó tăng lên là mấy anh em thua nó ngược lại với phần mua đó chỉ đơn giản vậy thôi khi mà mấy anh em đặt lệnh long xong rồi á giá nó, tăng theo kỳ vọng của anh em á thì hồi nãy trước khi đặt con ada con ada là mình đặt thử nghiệm cho mấy anh em xem thôi nhưng mà trước đó thì mình đã xác định được một số con nó sẽ mình có kỳ vọng nó sẽ tăng á thấy không thì bây giờ nè đó ví dụ như cái đồng mà cava nè đặt là 55 đô ha, 55.9 đô. 55 đô thì đăng lời được 18 19 đô nè. Nếu như mà mình muốn à, à, thay vì á mình đặt cái stop loss của con Gava này á, là 5.5 thì tới 5.5 nó mới chốt lời cho mình ha à, thì mình, nhưng mà bây giờ mình sợ là nó sẽ không được tới 5.5 mà nó tụt xuống sau thì mình có thể nhấn vào cái chỗ là đóng vị thế nè. Đó. Thì khi mấy anh em nhấn vào đóng vị thế là tự động nó sẽ chốt lời cho anh em luôn là coi như là đóng bằng tay á làm em lời luôn đó, lời được cái con ba đó rồi xong mấy em có thể chơi tiếp kiếm con khác chơi tiếp hoặc là cũng có thể ngưng. Rồi nếu mà mấy anh em có thắc mắc gì á có thể comment ở phía dưới à, thì mình sẽ trả lời cho anh em nha hoặc là mấy anh em muốn uh, nhận tín hiệu từ mình á uh, về những cái con nào ngầu ngon á thì mấy anh em có thể uh, nhấn vào cái telegram của mình mình để ở phần uh, uh, mô tả của video đó, ha hoặc là trên tường của mình à để mà mình sẽ gửi kèo cho anh em và là hoàn toàn là miễn phí nha anh em rồi chúc anh em giành chiến thắng